Rồi, xin chào tất cả các bác cùng anh em ở mọi miền Tổ quốc. Sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác là một bộ combo rebound tuner của dòng Pioneer, có mã là C1500, M1500. Thì bộ Pioneer này thì nó gồm 3 thớt, là một cái bao, cái đáy và một cái rề và một cái tuner là phần FM anh em. Nói chung là trưng bày rất là đẹp. Bộ này là đẹp không một tì vết nha, hàng tuyến chọn rất là kỹ. Em tuyển được 2 bộ, một bộ em vệ sinh xong rồi, thì con này vệ sinh lâu rồi mà chưa test cho các bác nghe, còn một bộ nằm đây thì em có thời gian sẽ vệ sinh tiếp. Đẹp không tì vết nha các bác. Tất cả là nguyên zin sexy, là 3 món là đều 7 màu, là dòng này là chạy sò sắc nét nha các bác. Tất cả nguyên zin, anh em có thể đánh vào những cặp loa Pioneer, Sansui, Diatom, Audio vân vân, nó rất là mạnh, rất là khỏe nha. Sở hữu 2 đồng hồ vô vẫy rất là đẹp, tiếng rất là lực. Con này là có bass, chép, ba lăng, lô nét luôn nha, lô nét đầy đủ. Bộ này thì anh em có thể kê bài trong nhà, rất là sang trọng, giá là chỉ có 10 triệu thôi nha. Tiếng thì mạnh hơn 7x8, 25 mã, rất là lực, và nó là rebound, kéo đẩy đó. Và anh em mua được những sản phẩm hàng tuyến chọn và đẹp, xuất sắc như thế này thì anh em trưng bày trong nhà cũng như là ghép vào những con loa chất lượng thì anh em vừa nghe hay vừa bày đẹp. Giá rất là cân đối cho các bác, giá chỉ có 10 triệu đồng nha, giá đã bao ship cho các bác nha. Thì mọi chi tiết mua hàng anh em liên hệ trực tiếp vào 2 số điện thoại phía trên màn hình 0978338142 hay ship hàng toàn quốc. Và sau đây xin mời anh em, hàng hóa thì ruột gan thì anh em nào mua yên tâm, trước khi đi em sẽ que theo yêu cầu, các bác yêu cầu que ruột gan thì em sẽ que cho các bác, còn hàng là bao đẹp luôn, ruột gan 7 mèo mới đét luôn nha. Và sau đây mời các bác nghe. Thì bộ này đặt chạy là hoàn hảo, thì anh em nào có nhu cầu alo cho em nha. Bộ này đánh 2 cầu loa A B hoặc A cộng B nha các bác. Đây. Đây là chỉ có A cộng B này, đánh 2 cặp loa một lúc. Rất là khỏe. Trưng bày rất là đẹp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.